Điểm tin sáng ngày 8 tháng 12 Điểm tin quốc tế Hãng Dược Anh tuyên bố có thuốc diệt được toàn bộ đột biến của Omicron Biden cảnh báo Putin rằng Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt khó khăn nhất nếu xâm lược Ukraine EU có thể tung vũ khí thương mại mới với Trung Quốc Điểm tin trong nước Hà Nội dừng tiêm hai lô vaccine được gia hạn Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch bảo vệ nhóm nguy cơ Ông Lưu Bình Nhưỡng, tại sao không cưỡng chế, làm nghiêm với biệt thự có nhiều vi phạm? Tàu điện Cát Linh Hà Đông bất ngờ xảy ra sự cố tín hiệu. Pháp thu hồi một số lô mì hảo hảo, mì đệ nhất. Kính chào quý vị! Nguyễn Tươi rất vui được gặp quý vị trong mục điểm tin sáng ngày 8 tháng 12 trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần điểm tin quốc tế. Hãng dược Anh tuyên bố có thuốc diệt được toàn bộ đột biến của Omicron. Kính thưa quý vị, hãng dược GSK của Anh ngày 7 tháng 12 thông báo, dựa trên dữ liệu từ các nghiên cứu giai đoạn đầu tiên, liệu trình kháng thể hãng hợp tác điều chế với đối tác Mỹ Via Biotechnology có thể chống lại được mọi đột biến của siêu biến chủng Omicron. Dữ liệu này hiện chưa được công khai để bình duyệt trên một tạp chí y khoa. Tuy nhiên theo GSK, liệu trình Sotrovimab của hãng có hiệu quả chống lại toàn bộ 37 đột biến trong gai của Omicron cho tới nay. Tuần trước, một nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy Sotrovimab cũng có hiệu quả chống lại các đột biến chủ chốt của biến chủng Omicron. Sotrovimab được điều chế để bám vào protein gai trên bề mặt của virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, giới khoa học cho biết Omicron có số lượng đột biến cao bất thường, nhiều chưa từng có ở protein gai nếu so với các chủng trước đó. Các dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy, tiềm năng của kháng thể đơn dòng do chúng tôi điều chế có hiệu quả chống lại chủng mới nhất Omicron và toàn bộ những chủng gây lo ngại theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Giám đốc khoa học của GSK Baron cho biết, GSK và VIR đã tạo ra các virus shadow bao gồm những đột biến chính trên các chủng của SARS-CoV-2. Sau đó, họ thử nghiệm dùng Sotrovimab để tấn công virus nói trên nhằm xem xét hiệu quả của liệu trình. Chuyển sang một diễn biến khác. Biden cảnh báo Putin rằng Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt khó khăn nhất nếu xâm lược Ukraine. Thưa quý vị, Reuters ngày 7 tháng 12 đưa tin, các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp trực tuyến vào hôm thứ Ba rằng các ngân hàng của nước này có thể sẽ phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế khó khăn nhất nếu như xâm lược Ukraine. Họ cho biết các biện pháp trừng phạt mà một nguồn tin cho rằng có thể nhắm vào các ngân hàng lớn nhất của nước Nga và khả năng chuyển đổi đồng rúp thành đô la và các loại tiền tệ khác của Moscow. Điện Kremlin cho biết, trước cuộc họp rằng họ không mong đợi bất kỳ bước đột phá nào, đã phủ nhận việc nuôi dưỡng ý định như vậy và nói rằng tư thế quân đội của họ là phòng thủ. Nhưng Moscow đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ gia tăng về viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã nghiêng hẳn về phương Tây kể từ khi một cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống thân Nga vào năm 2014. Moscow cũng đặt câu hỏi về ý định của Ukraine và cho biết họ muốn bảo đảm rằng Kiev sẽ không sử dụng vũ lực để cố gắng chiếm lại vùng lãnh thổ đã mất vào năm 2014 cho phe ly khai do Nga hậu thuẫn, một kịch bản mà Ukraine đã loại trừ. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chúng tôi đang tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp, có thể đoán trước được với Hoa Kỳ, Nga chưa bao giờ có ý định tấn công bất kỳ ai, nhưng chúng tôi có những lo ngại và chúng tôi có lằn danh đỏ của chính mình. Kêu gọi mọi người giữ một cái đầu lạnh, ông Peskov nói rằng điều quan trọng là Putin và Biden phải nói chuyện với điều mà ông gọi là sự leo thang bất thường của căng thẳng ở châu Âu. Đồng rút của Nga suy yếu nhẹ vào hôm thứ Ba, với một số nhà phân tích thị trường dự đoán các cuộc đàm phán sẽ làm giảm căng thẳng và những người khác nói rằng mối đe dọa trừng phạt của Mỹ đã làm sói mòn hy vọng tìm thấy điểm chung. Trước cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với ông Putin kể từ tháng 7, Biden đã thảo luận về kế hoạch trừng phạt với các đồng minh châu Âu vào hôm thứ Hai nhằm tìm kiếm một lập trường chung mạnh mẽ, ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Họ đã cùng kêu gọi Nga xoa dịu căng thẳng và quay trở lại ngoại giao, và cho biết các nhóm của họ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ bao gồm tham vấn với các đồng minh nato và các đối tác eu trên một cách tiếp cận toàn diện và phối hợp nhà trắng cho biết chính quyền biden đã xác định một loạt các hình phạt kinh tế để áp đặt nếu nga tiến hành một cuộc xâm lược một quan chức cấp cao của chính quyền biden cho biết một nguồn tin khác nắm rõ tình hình cũng cho biết việc nhắm mục tiêu vào vòng trong của putin đã được thảo luận nhưng không có quy định nào được đưa ra một nguồn tin cũng cho biết các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng lớn nhất của nước Nga và hạn chế việc chuyển đồng rúp thành đồng đô la và các loại tiền tệ khác cũng đang được xem xét. Một nguồn thạo tin khác cũng cho biết khả năng nhắm tới thân tín của ông Putin đã được trao đổi nhưng vẫn chưa có quy định. Điện Kremlin đã phủ nhận có ý định tấn công Ukraine và cho biết việc điều quân chỉ mang tính chất phòng thủ. Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng cho biết nước Nga ngày càng lo ngại trước những hỗ trợ quân sự mà phương Tây dành cho Ukraine, cũng như sự mở rộng của NATO. Chúng tôi đang tìm kiếm mối quan hệ hữu hảo và dễ đoán định với Mỹ. Nga chưa bao giờ có ý định tấn công bất cứ ai, nhưng chúng tôi có nỗi lo ngại và lằn danh đỏ của riêng mình. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định. Chuyển sang một diễn biến khác. EU có thể tung vũ khí thương mại mới với Trung Quốc. Liên minh châu Âu EU đã chuẩn bị công bố kế hoạch trừng phạt mạnh mẽ các nước bị cáo buộc là bắt nạt kinh tế, được cho là nhắm tới Trung Quốc. Theo bản dự thảo đề xuất dự kiến được đưa ra vào ngày 8 tháng 12, những biện pháp chống bắt nạt kinh tế sẽ nhắm đến các quốc gia cố gắng can thiệp vào những lựa chọn chủ quyền hợp pháp của EU hoặc một trong 27 nước thành viên bằng cách áp dụng hoặc đe dọa áp dụng các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư. Những động thái trừng phạt mà EU có thể tiến hành bao gồm điều chỉnh thuế quan, đình chỉ tiếp cận thị trường châu Âu bằng cách sử dụng hạn ngạch hoặc giấy phép kinh doanh, hay hạn chế tiếp cận những chương trình mua sắm công và thị trường đầu tư. Bản dự thảo còn cho biết, những bên bị phát hiện liên quan đến chèn ép kinh tế có thể bị gạt khỏi chuỗi cung ứng hàng hóa nằm dưới quyền kiểm soát xuất khẩu của EU, bị hạn chế quyền sở hữu trí tuệ, loại khỏi các lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc ngành công nghiệp hóa chất của khối hay đối mặt với các rào cản kiểm dịch trước khi bước vào thị trường thực phẩm của EU. Động thái của EU được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc đã chặn hàng xuất khẩu của Litva sau khi thành viên EU này cho đảo Đài Loan mở văn phòng đại diện ở thủ đô Vilnius hôm 18 tháng 11. Khác với các văn phòng đại diện khác của Đài Loan ở nước ngoài thường được gọi là văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc, cơ sở tại Vilnius có tên gọi văn phòng đại diện Đài Loan Chính quyền Trung Quốc đã phản đối dùng cụm từ Đài Loan để đặt tên, bởi lo ngại tạo cảm giác hợp pháp quốc tế cho Hàn Đảo mà họ coi là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Miriam Garcia Ferrer, phát ngôn viên của Tổng cục Thương mại Ủy ban Châu Âu, hôm ngày 6 tháng 12 đã xác nhận Brussels đang tham vấn với cả Bắc Kinh và Vilnius về cáo buộc rằng Trung Quốc đã loại Litva khỏi danh sách các nước trên cổng thông tin hải quan đồng nghĩa với các nhà xuất khẩu từ quốc gia vùng ban tích này sẽ không thể chuyển hàng. Tuy nhiên, bản dự thảo kế hoạch chống chèn ép kinh tế của EU đã nhiều lần nhấn mạnh Bruxelles coi công cụ này là đòn gian đe và phương sách cuối cùng, chỉ được sử dụng khi những nỗ lực ngăn chặn hành vi bắt nạt khác thất bại. Sau khi được công bố, kế hoạch còn phải trải qua một quy trình xem xét kéo dài, cần được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu phê chuẩn trước khi ký thành luật. Nếu được thông qua, biện pháp này được cho là sẽ khiến quan hệ EU-Trung Quốc càng thêm lạnh nhạt hơn. Tiếp nối chương trình là phần điểm tin trong nước. Hà Nội dừng tiêm hai lô vaccine được gia hạn. Kính thưa quý vị, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều ngày 7 tháng 12, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Trần Thế Cương đã nhắc đến hai lô vaccine Pfizer dành để tiêm cho học sinh một số điểm tại Hà Nội được Bộ Y tế gia hạn. Ông Cương cho biết, sau khi có ý kiến không đồng tình của phụ huynh học sinh, Sở Y tế đã cho tạm dừng việc tiêm chủng ở các điểm này. Ông cũng cho biết, thành phố đã bổ sung vaccine ở lô khác để bảo đảm tiến độ tiêm chủng. Hôm ngày 1 tháng 12, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin Bộ Y tế gia hạn sử dụng thêm 3 tháng đối với hai lô vaccine Pfizer COVID-19, một số phụ huynh đã bày tỏ ý kiến không đồng thuận. Vì vậy, Sở Y tế Hà Nội quyết định tạm dừng một số điểm tiêm chủng sử dụng hai lô vaccine này để kiểm tra lại thông tin phản ánh, điều kiện cơ sở vật chất, đồng thời chờ ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế. Trước đó, hôm 30 tháng 9, Hội đồng Tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của Việt Nam đã chính thức thông qua việc kéo dài hạn sử dụng đối với vaccine của Pfizer từ 6 tháng lên thành 9 tháng. Trước đó, ngày 22 tháng 10, cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản đồng ý việc tăng hạn dùng của vaccine Pfizer. Các lô vaccine Pfizer được nhập về Việt Nam sau ngày 22 tháng 10 có hạn sử dụng 9 tháng, tăng 3 tháng so với hạn dùng 6 tháng in trên nhãn. Tiếp tục một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch bảo vệ nhóm nguy cơ. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ nhằm kéo giảm số ca tử vong do COVID-19 giai đoạn đầu của chiến dịch từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 12, sau đó sơ kết để triển khai trong năm 2022. Với kế hoạch mới này, thành phố lập danh sách gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ, bao gồm người trên 65 tuổi, có bệnh nền, để triển khai lấy mẫu. Mỗi người phải lấy mẫu xét nghiệm nhanh 2 lần, cách nhau 3 ngày nếu lần 1 âm tính. Thời gian hoàn thành xét nghiệm trước ngày 18 tháng 12. Những người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều sẽ được thành phố đẩy nhanh tiêm vaccine đội lưu động sẽ đến tận nhà để tiêm cho người không thể đi lại được. Người thực nhóm nguy cơ cũng được tổ và trạm y tế tập trung, chăm sóc, phát thuốc kháng virus và điều trị khi test nhanh dương tính. F0 sẽ được ngành y tế tư vấn, thăm hỏi từ xa, cấp cứu kịp thời khi bệnh chuyển nặng. Ngành y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Tổng đài 1022, tư vấn và hướng dẫn cho người F0 thuộc nhóm nguy cơ khi cần hỗ trợ. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, số ca tử vong do COVID có xu hướng tăng trong tháng gần đây. Hai tuần gần nhất, số bệnh nhân tử vong tăng dần ở mức 60 đến 70 ca một ngày. Riêng ngày 5 tháng 12, thành phố đã ghi nhận 94 người tử vong, cao nhất 2 tháng qua. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Ông Lưu Bình Nhưỡng, tại sao không cưỡng chế làm nghiêm với biệt thự có nhiều vi phạm? Ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng phải thanh tra lại toàn bộ các sai phạm của biệt thự số 09 lô B ở quận Cầu Giấy Hà Nội để xử lý. Sáng ngày 7 tháng 12, phóng viên báo Người lao động đã tiếp tục đến khu vực công trình biệt thự số 09 lô B là khu biệt thự rộng 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy Hà Nội để ghi nhận. Tại công trình này dù đang bị đình chỉ nhưng các công nhân vẫn tiếp tục thi công. Phóng viên sau đó đã phản ánh tình trạng này đến ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, thì ông Hà cho biết sẽ chỉ đạo xử lý luôn. Tuy nhiên, đến chiều ngày 7 tháng 12, các công nhân tại công trình này vẫn thi công như bình thường. Trao đổi về vấn đề xử lý công trình này, ông Lưu Bình Dưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng việc công trình trên đang bị đình chỉ mà vẫn thi công, trách nhiệm thuộc về thanh tra xây dựng của thành phố Hà Nội và của quận Cầu Giấy trực tiếp là cán bộ cấp xã phường, là chủ tịch ủy ban nhân dân phường Yên Hòa. Nếu việc cán bộ của phường Yên Hòa và quận Cầu Giấy có mặt giám sát mà vấn đề tình trạng các công nhân thi công tại công trình này, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng phải xử lý nghiêm các cán bộ đó. Nhà nước cho anh cán bộ trật tự xây dựng bao nhiêu biện pháp xử lý mà anh lại nhắc nhở qua loa. Tại sao bao nhiêu chỗ công trình xây dựng của nhà dân thì chỉ cần vi phạm là lực lượng này đến lực lượng kia đến cưỡng chế ngay, mà công trình này anh lại không cưỡng chế, không làm nghiêm. Ông Nhưỡng đặt vấn đề. Trong trường hợp này, theo quan điểm của tôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy phải có quyết định tiến hành thanh tra, kiểm tra lại toàn bộ các vi phạm tại công trình này. Nếu quận không làm được, thì đề nghị thanh tra thành phố Hà Nội phải vào cuộc, phải yêu cầu chủ đầu tư công trình này dừng lại tất cả theo quyết định đình chỉ trước đó. Phó trưởng Ban Dân Nguyện nêu quan điểm. Bày tỏ bức xúc với việc xử lý công trình vi phạm này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng cho rằng, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý rứt điểm công trình có vi phạm này, không để người dân yêu cầu, khiếu kiện lâu dài mà không được giải quyết thỏa đáng. Công trình xây dựng số 9 Lô B đã được các cơ quan chức năng xác định là có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng nghiêm trọng. Chủ đầu tư công trình này là ông Phạm Văn Duyên và bà Vũ Thị Thu Hà. Ông Duyên là tổng giám đốc tổng công ty Duyên Hà, là công ty chuyên sản xuất xi măng. Kính thưa quý vị, vào tối ngày 7 tháng 12, đã xảy ra sự cố ở máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh. Hơn 30 phút phải đóng cửa xử lý sự cố, đã có nhiều chuyến tàu không thể đến hoặc đi từ nhà ga này. Ông Vũ Hồng Trường, tổng giám đốc Metro Hà Nội đã cho biết thông tin về sự cố nói trên. Sự cố bất ngờ xảy ra từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 10 phút. Đây là sự cố lỗi tín hiệu, là sự cố đầu tiên kể từ khi tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông được đưa vào khai thác trong một tháng qua. Ông Trường thông tin. Theo Tổng giám đốc Metro Hà Nội, sự cố xảy ra ở ga Cát Linh. Thời điểm đó, có một chuyến tàu chuẩn bị khai thác với khoảng 30-40 đến 40 hành khách đã mua vé. Chuyến tàu phải dừng vận hành để khắc phục sự cố. Ông Trường nói, chúng tôi đã thông báo ở nhà ga và trả lại tiền vé cho hành khách đồng thời gọi cho buýt hỗ trợ vận chuyển đi lại cho hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố. Tuy nhiên, đa phần hành khách đã không sử dụng mà nhận lại tiền. Ông Trường nói, trong quá trình khắc phục sự cố, ga Cát Linh đã phải đóng cửa hơn 30 phút. Vì vậy, tàu chỉ khai thác theo các giao lộ nhỏ, chạm ngắn và quay vòng từ ga Yên Nghĩa tới ga Thượng Đình. Hành khách không thể di chuyển bằng tàu điện tới ga Cát Linh. Ông Trường thông tin thêm, nhà ga Cát Linh được cắt điện để khôi phục chạy tàu theo đúng kịch bản. Đây là sự cố bình thường, là một trong 63 tình huống an toàn khai thác, vận hành. Tổng giám đốc Metro Hà Nội thông tin. Ông Trường cũng cho biết, việc khắc phục sự cố và khôi phục hoạt động có sự tham gia của Tổng thầu Trung Quốc, chuyên gia Metro Bắc Kinh là đơn vị hỗ trợ vận hành tuyến tàu điện. Sau hơn 30 phút, tuyến tàu điện đã được khai thác trở lại bình thường. Tuy nhiên, đến 20 giờ 30 phút, Tổng giám đốc Metro Hà Nội lại thông tin về sự cố này với báo chí trong nước rằng đây chỉ là tình huống diễn tập bất ngờ mà Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra trong quá trình vận hành khai thác và Metro Hà Nội không hề được báo trước. Hiện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chưa đưa ra ý kiến về sự cố này. Phần cuối chương trình là một diễn biến đáng chú ý. Pháp thu hồi một số lô mì tôm hào hảo và mì đệ nhất. Asicook Việt Nam cho biết đã đề xuất chính phủ Pháp thu hồi một số sản phẩm có chất 2CE vượt ngưỡng. Các sản phẩm thu hồi gồm mì tôm chua cay hào hảo, hủ tiếu và phở ăn liền raishi, mì đệ nhất và mì lẩu thái. Các lô bị thu hồi tại Pháp lần này có hạn sử dụng tới tháng 3, tháng 5, tháng 8 và tháng 9 năm 2022. Lý do thu hồi là các sản phẩm trên có chứa 2CE, chất chuyển hóa từ ethylene oxide, vượt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn của EU. Cơ quan chức năng Pháp đã yêu cầu thu hồi trước ngày 31 tháng 1 năm 2022. Đây là lần thứ hai các sản phẩm mì ăn liền của Ajinomoto Việt Nam xuất sang châu Âu bị yêu cầu phải thu hồi do có chứa 2CE vượt ngưỡng cho phép theo quy định của EU. Hồi tháng 8, chính phủ Ireland cũng đã yêu cầu thu hồi, còn Đức, Hà Lan cũng ra cảnh báo một số lô sản phẩm mì hào hảo, miến ăn liền Good của Ajinomoto Việt Nam vì có chứa chất này. Đại diện iScope Việt Nam cho biết, đang cùng với các đại lý phân phối tại Pháp thu hồi sản phẩm. Các lô này đều được xuất sang Pháp trước tháng 7 năm 2021. Công ty cũng khẳng định đây là động thái thu hồi do họ tự chủ động đưa ra đề xuất với Pháp sau sự việc ở Ireland hồi tháng 8. Ngoài việc chủ động thu hồi sản phẩm tại thị trường Pháp, các đại lý cũng thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng và các cơ quan chức năng về các lô sản phẩm nói trên. Đại diện iScope Việt Nam nói, theo iScope Việt Nam, do quy định rất khắt khe của EU về cách tính hàm lượng EO tổng là giá trị tính toán gộp của cả EO tự do và 2CE, nên sự có mặt của chất 2CE dù rất nhỏ vẫn được EU nhận định là không phù hợp. Ông Trần Việt Hòa, vụ trưởng vụ khoa học công nghệ thuộc Bộ Công Thương cho biết, sau đợt sản phẩm của Asco Việt Nam bị thu hồi tại Ireland và cảnh báo ở Đức, Hà Lan hồi tháng 8, Bộ Công Thương đã tiến hành giả soát, kiểm tra lại toàn bộ danh mục sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm đang phân phối trong nước của doanh nghiệp này. Kết quả cho thấy các sản phẩm bán trong nước của Asco Việt Nam không có ethylene oxide. Cơ quan này đồng thời cũng mở rộng kiểm tra với các sản phẩm mì ăn liền của nhãn hàng ở Việt Nam. Do quy mô kiểm tra, giả soát trên phạm vi rộng, kết quả cuối cùng vẫn đang được các cơ quan liên quan tổng hợp và sẽ sớm được công bố. Cùng đó, Bộ Công Thương cũng đang cùng với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự thảo quy định về tiêu chuẩn liên quan tới chất ethylene oxit trong thực phẩm, thay thế cho quy định đã có. Việc này nhằm phù hợp với thực tế và các tiêu chuẩn mới, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Các lô mì, miến ăn liền bị một số nước châu Âu thu hồi từ tháng 8, theo iScook Việt Nam, đã được công ty và đại lý thu hồi xong. Sau đó, Icecook Việt Nam đã tiến hành rà soát lại chuỗi cung ứng nguyên liệu để bảo đảm toàn bộ sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn về Hai CE của từng thị trường tương ứng. Với những sản phẩm được tiêu thụ tại Việt Nam, công ty nói rằng đã xây dựng thêm những tiêu chuẩn kiểm soát chặt chẽ cho sản phẩm. Việt Nam hiện có khoảng 50 công ty sản xuất mì ăn liền, bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, phở ăn liền và mì ăn liền sản xuất tại Việt Nam đã có mặt tại hơn 40 thị trường trên thế giới. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin sáng ngày 8 tháng 12 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.